Tôi cũng làm người kinh doanh thì cái công việc kinh doanh áp lực của tôi rất nhiều. Ngoài ra còn phải đi giao dịch với khách hàng, uống bia rồi ăn đồ ăn nhanh. Cái thời gian để mà luyện tập cho sức khỏe cũng rất ít. Gia đình có giục đi khám, mãi về sau tôi mới đi khám. Thì là mới biết là mình gan bị nhiễm mỡ, may mà cũng chưa bị xơ gan. Sau khi đi khám thì bác sĩ khuyên tôi nên dùng sản phẩm Choline Diod. Dùng thử 3 tháng thì thấy là cái triệu chứng tê bì chân tay là không còn nữa, mà đau thắt ngực cũng hầu như là biến mất. Sau khi dùng thuốc là giảm từ 7 mmol xuống còn có 5, với mức bình thường là tôi rất là yên tâm.